hành trình cuối của Top 10, một thử thách cực kỳ thú vị. Những tình huống khó đỡ. Tranh đua quyết liệt. Chiến thuật thông minh. Phối hợp ăn ý. Những cảm xúc vỡ òa. Những giây phút căng thẳng. Giữa mình và cái người mình đề xuất thì các bạn chọn ai? Và một đội dừng cuộc chơi ở đây thì đối với tôi đó là một cái điều tương đối là khó khăn. Cả 5 thành viên các bạn tiếp tục bước vào vòng sau. Ai sẽ bước tiếp hành trình? Ai sẽ dừng cuộc chơi? Câu trả lời sẽ được giải đáp ở tập 7, phát sóng lúc 15h45 ngày Chủ nhật 26 tháng 11 trên kênh HTV9.